nhìn ra thế giới, có lẽ kinh tế của Việt Nam còn thua kém nhiều quốc gia phát triển. Nhiều điều chúng ta còn phải học hỏi bạn bè quốc tế, nhưng về tinh thần hiếu học thì có lẽ dân tộc Việt Nam không thua kém bất cứ một quốc gia nào. Chính sự hiếu học đã làm nên một đất nước Việt Nam tôn sư trọng đạo, và cũng chính tinh thần hiếu học ấy đã đưa nước ta từ đổ nát chiến tranh có thể vươn mình mạnh mẽ, sánh vai cùng bạn bè Nam Châu. Nhớ lại những năm tháng chiến tranh ác liệt, thiếu thốn mọi bề, vậy mà đảng ta đã nhìn xa trông rộng, lo cho hàng chục nghìn chàng trai, cô gái ra nước ngoài học tập để sau này về gánh vác việc xây dựng non sông. Nhờ đó chúng ta mới có được đội ngũ lãnh đạo, trí thức được đào tạo bài bản, phục vụ cho giai đoạn kiến thiết và xây dựng đất nước khi hòa bình lập lại. Tuy nhiên những năm gần đây, có một thực trạng là bên cạnh việc đề cao tinh thần hiếu học thì tư duy coi trọng bằng cấp, học tập không phải vì kiến thức lại đang là vấn đề khiến nhiều người trong xã hội lưu tâm, làm méo mó một phần truyền thống tốt đẹp của dân tộc từ ngàn đời. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn có lớp lớp các thế hệ nhà giáo luôn miệt mài cống hiến bằng cái tâm thực sự, cần mẫn với công việc gieo hạt mầm tri thức, đào tạo các thế hệ học trò trở thành những người có tài có đức, góp phần xây dựng quê hương. Một trong những người thầy mà chúng tôi muốn nhắc đến ở đây chính là Phó Giáo sư Tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Hộ, người con của vùng đất xứ Nghệ, địa linh nhân kiệt, nguyên chủ nhiệm khoa Toán tin, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Người đã có nhiều cống hiến cho hành trình đưa tri thức toán học đến gần hơn với thế hệ trẻ. Một chặng hành trình liên tục 60 năm không hề ngơi nghỉ. Phó Giáo sư Tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Hộ sinh năm 1942 tại xã Diễn Ngọc, Diễn Châu, Nghệ An. Thân sinh của ông là một nhà giáo. Nghệ An cũng là một miền quê gian khó nhưng hào hùng và đầy tinh thần hiếu học. Chính mảnh đất ấy đã hun đúc nên một chí khí nhà giáo đầy khẳng khái và một tâm huyết cháy bỏng với sự nghiệp trèo đò. Mặc dù được nhà nước cho nghỉ hưu 16 năm nay nhưng với nhiệt huyết chẳng hề vơi cạn, ông vẫn tiếp tục cần mẫn với công việc đưa bao lớp học trò cập bến bờ tri thức. Tôi cũng là một trong những hữu sinh được thầy Hộ hướng dẫn. Thì phải nói thầy Hộ là một cái chuyên gia rất giỏi về thống kê toán học, xác suất thống kê. Thầy rất nhiệt tình trong cái việc nghiên cứu khoa học cũng như là đào tạo thế hệ trẻ. Thầy Hộ là một người rất là tận tụy, rất là cẩn thận, cho nên thầy cũng đã giúp tôi hoàn thành được cái công tác nghiên cứu sinh và tôi đã bảo vệ thành công luận án của mình vào năm 1991. Với truyền thống gia đình nhà giáo và với sự thông minh cùng tinh thần ham học, ở tuổi 17, chàng thanh niên Nguyễn Văn Hộ thi đỗ vào ngành điện, khóa 4 của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1959. Nhưng chỉ sau 2 năm học, với năng khiếu nổi bật về toán, Nguyễn Văn Hộ được khoa cơ bản bồi dưỡng đào tạo trong 2 năm để trở thành cán bộ giảng dạy toán cho trường. Chặng đường hơn 60 năm gắn bó cùng toán học của thầy giáo Nguyễn Văn Hộ cũng khởi sự từ đây. Ở tuổi 21, thầy Hộ đã tự trang bị cho mình một phong thái chững chạc, tự tin khi bước lên bục giảng. Hành trình người cán bộ giảng dạy trẻ tuổi với nhiệt huyết sôi trào, với kiến thức chuyên môn vững vàng luôn in đậm trong tâm trí sinh viên. Trong những năm tháng đế quốc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, ông cùng đồng nghiệp và sinh viên phải sơ tán lên Lạng Sơn để tránh các đợt máy bay Mỹ oanh tạc. Điều kiện sống, dạy và học trong thời chiến vô cùng khó khăn, thiếu thốn, nhưng với lòng yêu nghề và nhiệt huyết của tuổi trẻ, thầy Hộ luôn tự nhủ với lòng và động viên học trò vượt qua mưa bom bão đạn, không vì những khó khăn trước mắt mà từ bỏ ước mơ. Thực ra chúng tôi lúc ấy giờ là những thầy giáo rất là trẻ, cho nên là đang tinh thần đang rất là hừng hực, và đặc biệt là trong cái cuộc kháng chiến chống Mỹ, tinh thần của các thầy là luôn luôn là sẵn sàng lao vào công việc, và học sinh cũng thế. Và tất cả thầy và trò đều cùng một cái quyết tâm để học tập, để mà chuẩn bị cái lực lượng trí thức, khoa học cho xây dựng đất nước về sau. Bởi chúng tôi biết chắc rằng thế nào cũng đất nước của mình cũng sẽ được giải phóng. Năm 1967, thầy giáo Nguyễn Văn Hộ được đề cử về tập trung bồi dưỡng ngoại ngữ gần một năm ở vùng sơ tán thuộc tỉnh Hà Bắc để sang Đông Âu làm nghiên cứu sinh, theo chủ trương của nhà nước, gấp rút chuẩn bị lực lượng giảng viên có trình độ cao để đào tạo các cán bộ khoa học kỹ thuật đón đầu cho thời kỳ xây dựng đất nước thống nhất sau này. Bên bầu trời Đông Âu xa xôi, vượt qua bao trở ngại khó khăn, bằng ý chí và niềm say mê học, nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hộ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn bè và những người thầy bằng công trình nghiên cứu nổi bật về thống kê phi tham số. Luận án được viết bằng tiếng Anh và bảo vệ cũng bằng tiếng Anh.
Tháng 5 năm 1972, ông trở về nước với tấm bằng tiến sĩ chuyên ngành toán xác suất thống kê được cấp bởi khoa toán lý Trường Đại học Tổng hợp Praha, Karlova Universita, trường đại học nổi tiếng của Tiệp Khắc với hơn 600 năm lịch sử. Ông lại tiếp tục công việc giảng dạy tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây, tất cả sinh viên cũng như giáo viên phần lớn là được đào tạo bằng tiếng Nga. Khi tôi sang Tiệp Khắc thì người ta lại dùng cái tiếng Nga, người ta dạy tiếng Tiệp cho tôi, cho chúng tôi để học. Thì thực ra cái tiếng Tiệp nó cũng phức tạp, nó cũng khó. Thì chúng tôi cũng học về cơ bản là để cho mình giao tiếp. Nhưng khi mà đọc sách, nghiên cứu thì lại ngoài tiếng sách Nga ra, phần lớn là sách Anh. Ví dụ thầy giáo của chúng tôi là giáo sư nổi tiếng về xác suất thống kê. Ông này ông đã từng giảng dạy ở Mỹ và các tài liệu và sách vở ông giao cho tôi thì toàn bằng tiếng Anh. Do vậy thì chỉ mỗi cách là phải nỗ lực học tiếng Anh thôi. Phải làm sao để đạt được cái mục đích của mình khi nhà nước đã giao cho mình là phải sang được nghiên cứu và bảo vệ được luận án để mai kia mình có kiến thức mình về nhà mình xây dựng và giảng dạy cho sinh viên. Với năng lực và đóng góp của mình, thầy giáo Nguyễn Văn Hộ được tín nhiệm đề cử giữ chức vụ tổ phó bộ môn toán ứng dụng, trách nhiệm với ông lại càng lớn lao. Nhưng dù ở cương vị nào, ông cũng luôn thực hiện trọn vẹn chức trách của một người thầy với chuyên môn vững và lòng yêu nghề, nhiệt huyết với biết bao thế hệ sinh viên, đưa bộ môn toán ngày càng phát triển vững mạnh. Chúng tôi là những thế hệ học trò, chúng tôi học thầy từ năm 1977. Tính đến nay thì hơn 45 năm, nếu mà có điều kiện mà hỏi cả lớp thì ai chúng tôi cũng đều có một cái cảm giác và rất kính trọng thầy và luôn luôn có một ấn tượng rất mạnh về thầy, về những bài giảng của thầy, về phong thái, về phong cách. Và chúng tôi cũng học được thầy cái phong cách ở trên lớp. Về mặt bài giảng thì có thể nói là thầy bài giảng rất là cuốn hút. Cái bài giảng của thầy bao giờ cũng thấy rất logic, rất có cấu trúc và chúng tôi tiếp thu rất là dễ. Và có thể nói rằng là cũng hiếm có một thầy mà cuốn hút được cả lớp đi theo những cái bài giảng như thầy. Cá nhân tôi thì cũng đã giảng dạy đại học trên 40 năm và cũng nhờ vào những cái bài giảng của thầy về xác suất và thống kê, cho nên là khi chúng tôi tiếp xúc với những vấn đề hiện đại về trí tuệ nhân tạo, về khoa học dữ liệu thì những kiến thức của thầy đã giúp chúng tôi có được một cái tiếp cận rất là tốt đối với các môn học hiện đại. Năm 1983, tiến sĩ Nguyễn Văn Hộ được cử sang Pháp làm nghiên cứu toán học nâng cao trong một năm. Khi trở về nước năm 1984, ông được nhà nước phong tặng chức danh phó giáo sư. Cuối năm 1989, ông được cử sang làm chuyên gia giáo dục tại Trường Đại học Quốc gia Thống kê Kế hoạch Algeria với chức danh giáo sư. Ông được tin tưởng giao cho đảm nhận công việc đào tạo đại học và sau đại học, kể cả tuyển sinh cao học cho ngành xác suất thống kê. Thực ra cái gốc của người Việt Nam mình nó rất là giỏi toán. Cho nên khi trình bày các vấn đề mình sử dụng toán học rất là tốt. Cho nên tôi sang dạy, giảng dạy cho đúng chuyên ngành mình giảng dạy về xác suất và thống kê và đào tạo cho họ cái ngành đó. Nên rất là nói chung là rất là sôi chảy và được yêu mến. Cho nên sau một cái nhiệm kỳ 2 năm thì họ lại gia hạn tiếp 3 năm rồi là 4 năm. Trở về nước sau chuyến công tác 4 năm bên Algeria, phó giáo sư lại tiếp tục nhiệm vụ giảng dạy ở Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Đến năm 1996, ông được bầu làm chủ nhiệm khoa toán. Đây chính là khoảng thời gian mà ông cống hiến cho khoa được nhiều nhất, vừa làm quản lý, vừa tham gia công tác giảng dạy và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. Lúc ấy là tôi đang làm nguyên sinh về tính toán và kiểm tra đánh giá được cái bộ phát hiện tín hiệu có ích khi mà tác động của môi trường có nhiều nguồn nhiễu khác nhau. Đấy. Thì cái tính toán ấy là nó sẽ hơi khó, thì tôi cũng đã giải nhưng mà nó cũng chưa được kết quả. Sau khi nhờ thầy Hộ thì thầy cũng tận tình giúp đỡ và kết quả là tôi cũng đã tính toán được và bảo vệ luận án đúng tiến độ. Thầy là rất là tận tâm giúp đỡ. Lớp lớp thế hệ sinh viên khoa toán đã từng bước trưởng thành từ đây và ngày đêm miệt mài xây dựng, cống hiến cho đất nước. Rất nhiều trong số họ trở thành những nhà khoa học đầu ngành, những người lãnh đạo cấp cao trong các cơ quan, bộ ngành, trường học. Cuối năm 1999, ông được Viện Thống kê, Viện Hàn lâm Khoa học Đài Loan mời sang làm giáo sư thỉnh giảng, nghiên cứu và thuyết trình. Ông viết các sách xác suất thống kê cho nhà xuất bản giáo dục và nhà xuất bản thống kê. Từ năm 2001 đến năm 2005, thầy Hộ lại được Trường Đại học Công nghệ UTP Malaysia mời sang làm giáo sư giảng dạy.
Với việc hợp tác giảng dạy ở nước ngoài, Phó giáo sư Nguyễn Văn Hộ đã góp phần đưa trí tuệ, tri thức Việt Nam đến với thế giới, góp phần quảng bá cho nền giáo dục Việt Nam, cho những nhà giáo Việt Nam có trình độ, có tâm huyết và sẵn sàng cống hiến. Năm 2007, sau 44 năm tận tụy, miệt mài với công việc giảng dạy, đem ánh sáng tri thức đến cho lớp lớp thế hệ sinh viên, Phó giáo sư Nguyễn Văn Hộ nhận quyết định nghỉ hưu. Thế nhưng, tình yêu với nghề giáo vẫn không hề vơi cạn trong ông. Thầy Hộ đã dành ra nhiều công sức và tâm huyết để giảng dạy các môn toán giải tích và xác suất thống kê cho chương trình tiên tiến, theo chương trình của Mỹ. Ông đã viết và cho xuất bản các giáo trình toán học và giáo trình xác suất thống kê không chỉ bằng tiếng Việt mà còn bằng tiếng Anh. Đồng thời tham gia trực tiếp vào việc giảng dạy tại nhiều trường đại học. Vẫn với phong thái đĩnh đạc, tự tin, trầm tĩnh và đức tính cẩn thận, thầy đem đến cho sinh viên những bài giảng khoa học, lồng ghép trong đó là những bài học làm người. Dưới sự dìu dắt của thầy, những sinh viên, nghiên cứu sinh trường Đại học Bách khoa Hà Nội và các trường đại học khác lại được tiếp thu những bài học ý nghĩa, những vấn đề mới mẻ. Và trên tất cả đã được học tập một nhân cách nhà giáo mẫu mực từ chính người thầy đáng kính của mình. Ngoài việc giảng dạy, thầy Hộ còn đọc phản biện nhiều luận án tiến sĩ và tham gia vào các hội đồng chấm luận án tiến sĩ ở nhiều trường đại học. Đến bây giờ, mặc dù đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng ông vẫn ngày đêm miệt mài làm việc, mang nguồn tri thức tích lũy trong hơn nửa thế kỷ, truyền đạt lại cho các thế hệ sinh viên, nghiên cứu sinh trong cả nước. Mặc dù là khi tham gia giảng dạy với khoa công nghệ thông tin trường Đại học ở Hà Nội, lúc mà thầy đã nghỉ hưu, nhưng mà thầy vẫn có một cái năng lượng cực kỳ là tích cực, dồi dào. Đó là một cái nguồn cảm hứng, có thể truyền cảm hứng rất là lớn cho các cái thế hệ sau này như là chúng tôi. Để mỗi khi mà gặp những cái khó khăn trong công việc cũng như là trong cuộc sống, thì chúng tôi có thể nhìn vào đó để phấn đấu vươn lên, vượt qua được những khó khăn đó. Nhưng mà chuyên môn thì đúng là nghề khoa học. Nghề khoa học là quên tuổi tác. Tôi thầy Hộ thì như vậy đi dạy vẫn như là lúc trẻ thôi. Tại vì nó là nghề rồi, chứ không bị mệt mỏi. Và họ cũng rất nhiệt tình mời chúng tôi là công hiến tiếp. Có thể nghĩ một lúc, tức là vẫn có thể dạy đến lúc, đến hơi thở cuối cùng. Đi liền với công tác giảng dạy, thầy Hộ chưa bao giờ bỏ quên niềm say mê với công tác nghiên cứu khoa học. Ông là một trong số 7 nhà khoa học Việt Nam, là thành viên của hội Bernoulli, hội quốc tế về xác suất và khoa học thống kê. Ông cũng là ủy viên ban biên tập của tạp chí Ứng dụng Toán học Việt Nam, đồng thời là thành viên của hai đề tài cấp nhà nước, chủ trì hai đề tài cấp bộ và nhiều đề tài cấp trường. Ngoài ra, phó giáo sư còn có nhiều công trình xuất sắc được công bố ở trong nước và nước ngoài, là tác giả của nhiều cuốn sách tiếng Việt như xác suất thống kê và những cuốn sách tiếng Anh như Calculus 1, Calculus 2, Probability and Statistics. Những lý thuyết và áp dụng của khoa học xác suất thống kê trong những công trình nghiên cứu và những cuốn sách mà ông viết mang tính ứng dụng cao trong nhiều lĩnh vực đời sống và sản xuất. Đồng thời, nó cũng là những tài liệu quý giá đối với các thế hệ sinh viên cũng như các nhà khoa học. Đối với tôi thì thầy là một người thầy rất là đáng kính và rất là đáng để tôi phải học hỏi. Thầy thực sự làm nhà khoa học vô cùng là tâm huyết cho giáo dục và đào tạo. Khi mà thầy còn làm chủ nhiệm khoa thì thầy rất chú trọng đến cái môi trường làm việc trong khoa. Thầy đã tạo ra một cái môi trường làm việc rất là đầm ấm và thầy rất chú trọng cho đến nghiên cứu khoa học, thúc đẩy đào tạo cao học và cũng tạo ra rất là nhiều các cái seminar chuyên ngành. Trong đó thì thầy rất đặc biệt là chú trọng đến cái seminar cho cái thế hệ trẻ của chúng tôi. Rất nhiều sách và tài liệu quý giá về toán do Phó giáo sư Nguyễn Văn Hộ thu thập trong quá trình học tập, nghiên cứu hoặc biên soạn đã được trao tặng cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam để gìn giữ, nghiên cứu, trưng bày nhằm giáo dục cho các thế hệ trẻ biết được cống hiến thầm lặng của các nhà khoa học đi trước để có thêm động lực phấn đấu, học tập vươn lên. Với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục, những cống hiến không ngừng nghỉ trong công tác giảng dạy, đào tạo, thầy giáo Nguyễn Văn Hộ đã vinh dự được nhà nước phong hàm Phó giáo sư năm 1984, trao tặng Huy chương Kháng chiến hạng nhất năm 1986, Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục năm 1995, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2001 và danh hiệu cao quý Nhà giáo ưu tú năm 1998. Đó là sự đền đáp và ghi nhận xứng đáng cho những cống hiến không mệt mỏi trên hành trình tri thức của người thầy tâm huyết. Giới thiệu các lớp với lớp chúng ta ngày hôm nay thì về dạy môn toán chúng ta có Phó giáo sư Nguyễn Văn Hộ giảng dạy cho lớp file 22 chúng ta. Đề nghị các em đứng dậy thì được chào thầy.
Nhưng có lẽ sự ghi nhận lớn nhất vẫn là tình yêu của bao thế hệ học trò dành cho người thầy suốt một đời tận tụy với nghề, như một ngọn lửa luôn cháy hết mình cho niềm đam mê khoa học, cho nghề giáo và thắp sáng lên tình yêu với khoa học, toán học ở nhiều thế hệ học trò.